Xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Việc có 3 đôi robot, 2 đôi bot 301 series 3 và 1 đôi bot 301 series 5. Giờ Việc sẽ quay cận cảnh chi tiết chia sẻ đến quý vị và các bạn. Thì quý vị nào có quan tâm thì xem kỹ video giúp cho Việc, tại vì Việc bán hàng không có chụp hình, chỉ có video thôi. Chụp hình mất công, người này người nọ lấy hình của mình đi đăng bán rồi mất công lắm. Quý vị và các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ qua số điện thoại 0963 721 519. Thì phương thức mua hàng thì quý vị hoặc bạn nào chuyển khoản trước, Việc bán trước, Việc không chờ không đợi, không hẹn ngày mai ngày mốt gì cả. Quý vị chốt thì chuyển khoản thì Việc gửi hàng, còn không thì thôi. Quý vị nào tin thì mua, không tin thì xem tham khảo chơi cho vui. Xin đừng nói những lời cay đắng. Thì có một số nhỏ thôi, một phần mà chừng 5-7 bạn gì đó, hãy là thấy video của Việc đăng lên là đầu nhảy bổ vào bình luận vớ vẩn, tạo cái khẩu nghiệp cho mình. Có Việc mà nói thẳng như vậy, quý vị và bạn nào có những cái lời lẽ bình luận nó không hay thì mong từ đây tới sau là những cái lời lẽ bình luận đó nó không còn nữa. Nếu mình không thích thì mình đừng xem. Rồi, đây là cái đôi bot 301 series 3 đầu tiên, kê căng nữa vậy. Lưới của đôi này thì còn nguyên, không có lủng nha. Nói chung là đồ cũ thì chấp nhận chút nha quý vị, đừng có khó tính quá thì khó mua lắm. Đó, đây, cái này là chưa lau bụi thôi, nó dính dơ thôi chứ không 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 có gì. Đó, ở phía sau nè, bụi dơ. 301 series 3 màu đen. Đây, 301 series 3. Con này sản xuất tại Canada. Thì nó có 2-3 đời nha quý vị. Đời sản xuất Mexico, Canada và Mỹ. Đó. Rai. Còn cái thùng này là LED, đúng LED Rai luôn. Góc cạnh thùng ở phía sau đẹp nha. Đó. Không có bể nở. Tuy nhiên thì hàng cũ nó cũng chày chóc chút xíu. Đó. Bụi này thì lau là nó sạch thôi. Quý vị bảo bạn. Rồi, cái lo chép nè. Bây giờ cái này dính gì đây? Đó, cái lo chép. Rồi, lo chép bên đây. Rồi, để Việc quay lại bên đây cho quý vị cùng xem luôn. Rồi, cái lo chép ở đây. Chép đẹp hết, rồi quý vị bảo bạn. Rồi, lo bát. Bát thì gần zin luôn nha. Bát thì gần zin luôn. Đây, gần này còn xài tốt. Quý vị và các bạn, chưa có lau chùi vệ sinh. Rồi, bây giờ Việc sẽ mở cái cũ bát để ra quý vị và các bạn cùng xem cái cặp cũ lò bát của cái đội này nha. Thì sau đó báo giá luôn cho quý vị và các bạn ở trên video. Ở đây quý vị, Việc vừa tháo cái cũ lò bát ra để cho quý vị và các bạn xem nè. Đó, đây là cái cũ lò bát của 301 series 3 màu đen sản xuất tại Canada nha. Thì Canada, Mexico gì này nó cũng y nhau thôi, chất lượng nó cũng vậy thôi quý vị và các bạn. Thì ở đây Việc có tháo ra một cái gỡ dây ra cái cũ luôn để cho quý vị và các bạn xem nội thất bên trong cho nó dễ. Chứ cái dây của bot á, thường nó rất là ngắn mà mình đó nè, mình không xem được ở bên trong đó. Thì ở đây Việc gỡ ra luôn để quý vị xem. Đó, lò xương lò thì sexy đẹp keng. Đó, cái cũ này để coi nó ngày tháng nó sản xuất sao ta. Nè, này biết là mình không biết đọc sao cho nó đúng nha. Chắc này sản xuất năm 1991 quá. Đó. Rồi, thì ở bên trong nè. Bên trong nè quý vị và các bạn. Đây, tụ bóng đèn đó. Ở bên đây cũng vậy thôi. Đây, bên đây thì cũng tụ bóng đèn đó. Cái này nó hơi khó coi một tí ha, tại vì cái dây nó ngắn quá nè. Cái này mình, cái này là cái dây nó người ta quấn hãng họ quấn còn zin vậy luôn đó. Thì giờ mình để như vậy, người ta quấn vậy nè, nãy là nó vậy nên khó, rất khó coi. Đó, thì Việc bên đây tháo ra luôn.
có nhiều bạn xài robot này á, mà hãy thấy tháo dây ngay chỗ này ra là cứ báo là không zin, không cứ bảo là ôi ông bán lo không zin. Không phải đâu, khi người ta tháo dây ở đây ra thì có thể là người ta thay gân, không nhất thiết là tháo dây này ra là lo không còn zin. Nhiều quý vị không hiểu đấy, cũ lo vàng tươi đó, vàng tươi luôn. Cũ lo vàng tươi luôn nha quý vị và các bạn. Đó. Mã số trên lo nè. Cũ lo vàng. Rồi. Cặp đầu tiên thì giờ tháo xong rồi. Rồi bây giờ tới cặp 301 series 3 thứ hai. Cặp thứ hai. Giật cái căng ra nha. Quên báo giá cái cặp số 1. Cái cặp bot 301 series 3 số 1 nè là giá là 10 triệu đồng. Đó. Rồi. Cái cặp số 2. Chép nè. Quý vị và các bạn đừng trả giá nha. Giá này là nó rẻ hơn thị trường tầm khoảng 3 triệu đồng. Thì nguồn hàng nhập thì mỗi người có nguồn hàng nhập khác nhau. Đối với việc thì việc chỉ bán bot 301 series 3 màu đen thôi, tại vì màu vàng mình nhập không có được cái giá tốt quý vị, cái giá cạnh tranh lắm cho nên mình bán không được, mình không có cái nguồn mà 301 series 3 màu vàng. Màu vàng thì giá nó quá cao, màu vàng về giờ bán ra phải 15 16 triệu, cho nên mình thôi mình cứ bán màu đen. Màu đen thì giờ việc đã có cái thương lượng với ông bạn là chủ công thì cứ màu đen 301 series 3 màu đen là việc múc hết. Và giá thì xưa nay thì tốt, đã hợp đồng giá lâu dài. Chứ không thì giá giờ nó cũng lên lắm, tại này anh em đã hợp đồng giá từ lâu rồi. Chứ này bot này đúng là chứ này là lên ông anh mình lên là cho mình tới 500.000 một cặp. Nhưng mà lỡ rồi thì đợt này vẫn giá cũ, đợt sau là ổng lên. À, lò chép đẹp nha. Rồi giờ ở phía sau, ở phía sau để quý vị xem nha. Ở dưới việc có lót giấy rồi, quay vòng vòng vậy thôi, cái giấy mỏng quay vòng vòng nó cũng không có chạy ở dưới đâu cho quý vị. Rồi góc cạnh thùng ở phía sau, cái cặp 301 series 3 này nó mới gớt mất một cái tem, cái tem này nè, góc cạnh thùng nè. Đẹp. Quý vị và các bạn, góc cạnh thùng đẹp nha. Đó, 301 series 3. Đây. Thì gớt mất một cái tem, nó đúng led gai nha. Đó, cái này là led, con này là gai. À, vì có đánh dấu chữ R nè, gớt mất cái tem. Rồi, bây giờ để việc mở nội thất của con này ra để quý vị xem nha. Rồi, và đây là nội thất của cặp 301 series 3 thứ hai. Thì cặp này việc không có gỡ dây ra nha, tại vì cái cặp kia việc cũng đã gỡ rồi, nó giống hệt nhau à, cho nên việc để nguyên vậy nè, thì quay cho quý vị thấy rồi, thì cũng bóng đèn tụ đó, đó quý vị, việc để dây nguyên luôn, không có gỡ ra nha, đó, đây, chiếc này cũng vậy, dây nó ngắn lắm mình không bật được cái lo lên luôn nè quý vị, đó, thì trong đây cũng tụ rồi bóng đèn này nọ, dây nó ngắn quá mình không bật được cái lo lên luôn á, và là một series 3. Rồi hàng zin đẹp. Rồi cặp này thì giá cũng 10 triệu đồng luôn. Đó. Chọn cặp nào chọn, cặp nào cũng giá bằng nhau hết, hai cặp y nhau. Đó. Rồi tới cặp bot 301 series 5. 301 series 5 thì đây thùng thì không bể nở rồi, để trực kê căng ra coi. Đây cái lò bát nè. Ê căng đẹp nha. Và là một series 5 ê căng đẹp. Đây. Bát đẹp, gần đẹp luôn. Đó. Rồi ở phía sau, để quý vị quay ở phía sau quý vị xem nha. Đó, con này để lộn chiều rồi. LED. Con này sản xuất tại Mexico.
nha. Con này sản xuất tại Mexico, mình để lộn chiều rồi. Tất cả các tiếng lò đẹp, thùng cũng đẹp luôn. Rồi, để bây giờ việc mở cái củ lò ra cho quý vị xem. Cái Boss 301 Series 5 này á, nó có nhiều đời lắm nha. Củ màu vàng, củ màu đen, củ màu trắng nha. Cái xương á, cái xương lò nó có nhiều đời. Rồi đây là cái cặp củ 301 Series 5 bóng đèn tụ. Cái này là xương màu màu đen. Đó. Đây là một series 5. Đây. Dây ngắn mà không bật là được nữa, bật được một chút à. Cũ nè. Dây ngắn quá, không lật được nữa. Đó. Chỉ vậy thôi. Rồi. À, rồi, đồ Boss 301 series 5 này thì giá của nó là 5,7 triệu. Thì giá ba đô này là chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Quý vị nào muốn bao phí vận chuyển thì cứ thêm 200 ngàn cộng vô. Rồi, việc xin kết thúc video tại đây. Xin chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video lần sau.